chào quý vị và các bạn. Chuyên mục tạp chí giáo dục ngày hôm nay có những nội dung chính như sau. Mục điểm tin sẽ là các thông tin về giáo dục và đào tạo đáng chú ý. Gặp gỡ với một thầy giáo ở vùng sâu vùng xa đã luôn gương mẫu học tập và làm theo lời Bác dạy trong sự nghiệp chồng người. Còn bây giờ, như thường lệ sẽ là những thông tin giáo dục nổi bật. Vừa qua tại thành phố Thanh Hóa, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa. Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định thành lập ngày 31 tháng 10 năm 2014. Việc thành lập phân hiệu tại Thanh Hóa đáp ứng sự thiếu hụt về nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao của Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Tạo nguồn lực cho sự phát triển mạng lưới y tế, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên khi năng lực và chất lượng hệ thống khám chữa bệnh của Thanh Hóa được tăng cường. Phân hiệu được phát triển dựa trên cơ sở của Trung tâm Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa và Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa nhằm từng bước xây dựng và phát triển thành Trường Đại học Y Thanh Hóa. Chúng tôi tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu của Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa. Đây là những bước đi cần thiết để chúng ta tiến tới việc thành lập Trường Đại học Y của tỉnh Thanh Hóa theo như nghị quyết của tỉnh ủy cũng như phương hướng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Việc xây dựng một trường đại học y đòi hỏi có rất nhiều điều kiện vì đấy là một cái nghề đào tạo hết sức đặc biệt. Và với trường chúng tôi, kinh nghiệm của nhiều năm trước đây thì chúng ta đi qua con đường phân hiệu và sau đó khi đủ sức trưởng thành thì sẽ trở thành trường đại học y của tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình khi đang là phân hiệu của nhà trường thì tất cả mọi hoạt động là do trường đại học y chúng tôi thực hiện. Và trong những năm là phân hiệu, chúng tôi vừa thực hiện cái nhiệm vụ của phân hiệu nhưng đồng thời chúng tôi cũng tiến hành đào tạo và chuyển giao công nghệ để sau này khi đủ độ chín chúng ta sẽ trở thành một trường đại học y của Thanh Hóa. Thanh Hóa là một tỉnh rất đông dân, rộng. Cho nên việc xây dựng một trường đại học y cho tỉnh Thanh Hóa, tôi nghĩ rằng đấy là một cái chiến lược rất đúng đắn của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ năm 1986, Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện đào tạo sau đại học tại tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, đã có gần 400 học viên sau đại học tốt nghiệp thuộc 20 chuyên ngành. Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa được thành lập là điều kiện để thực hiện tốt hơn trọng trách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tại buổi lễ công bố, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã cam kết tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế chính sách cho phân hiệu nhanh chóng đi vào hoạt động. Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa là nơi học tập của sinh viên y khoa năm thứ tư và thứ năm, đào tạo bác sĩ cho khu vực Bắc Trung Bộ để đáp ứng nhu cầu nhân lực y khoa tại các vùng còn thiếu bác sĩ. Khi đi vào hoạt động, việc thi tuyển và điểm chuẩn đầu vào đầu ra cho bác sĩ đào tạo ở phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa cũng tương tự với cơ sở chính của trường này tại Hà Nội. Vừa qua tại trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi Hà Nội, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, tạp chí Toán Tuổi Thơ, tập đoàn TH Chumil phối hợp cùng nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản giáo dục Thái Hà Book tổ chức lễ phát động học sinh đọc sách báo nâng cao năng lực tự học. Tu dưỡng và đọc được những cuốn sách tốt nhất từ thuở ấu thơ và sẽ còn tiếp tục. Chương trình được phát động đến các nhà trường, địa phương với mục đích nâng cao năng lực tự học của học sinh thông qua đọc sách báo. Qua đó phát động các nhà trường, nhất là trường tiểu học và trung học cơ sở, hàng năm tổ chức được một ngày hội đọc sách với chủ đề gắn với các em học sinh như sách báo, chìa khóa tự học. Sách báo đường đến thành công, học sinh đọc sách báo nâng cao năng lực tự học, một cách sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả cao. Mỗi người trong cuộc đời thì đều có ba người thầy, đó là bố mẹ, là các thầy cô giáo và sách báo. Và nếu có thể nói thêm thì chính bản thân mình cũng là người thầy thứ tư. Nếu như mình thường xuyên đọc sách báo, ngày hôm sau của mình sẽ lớn hơn ngày hôm trước. Và mai sau mình sẽ là thầy của chính mình. Với ý nghĩa đó và với sự hưởng ứng ngày hội đọc sách của toàn quốc 21 tháng 4 nhân dịp đầu năm học thì tạp chí Toán Tuổi Thơ cùng với Hội đồng Quốc gia Giáo dục và các đơn vị tổ chức ngày hội đọc sách gọi là một cái lễ phát động đọc sách báo và nâng cao năng lực tự học. Điều này phù hợp với một cái mục tiêu của ngành giáo dục gần đây là nâng cao năng lực tự học của học sinh và xây dựng các thư viện mở giúp vào cái phong trào học tập suốt đời cho các em học sinh.
Việc đẩy mạnh phong trào đọc sách sẽ tạo cơ hội cho học sinh được tiếp xúc với sách, được đọc sách hay với nội dung tốt, khích lệ trẻ đọc sách, coi sách như món quà quý giá, từ đó tăng sự ham thích đọc sách của các em. Qua đó, các thầy cô giáo và các bậc cha mẹ cũng ý thức được vai trò của mình trong việc định hướng, hướng dẫn các em cách đọc sách sao cho hữu ích trong học tập, giúp các em hiểu rằng sách báo là chìa khóa để nâng cao năng lực tự học và khả năng sáng tạo của bản thân. Gần đây, việc xây dựng hệ thống bệnh viện, trường học theo tiêu chuẩn hiện đại nhằm đáp ứng cùng lúc ba nhiệm vụ chăm sóc y tế, đào tạo và nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ của y học đang là mô hình được nhiều quốc gia phát triển trên thế giới triển khai thực hiện. Ở Việt Nam, mô hình này cũng đang được triển khai hiệu quả tại một số trung tâm đào tạo trên cả nước. Nhờ chủ trương xã hội hóa trong giáo dục mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện, mô hình trường học gắn với bệnh viện được trường Cao đẳng Lê Quý Đôn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho ra đời. Đây là mô hình trường học bệnh viện ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập với nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng những tiến bộ của y học thế giới vào Việt Nam. Là một trung tâm đào tạo gắn với thực hành, mô hình trường học bệnh viện của trường Cao đẳng Lê Quý Đôn, tỉnh Đồng Nai đã tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Với phương châm học đi đôi với hành, đào tạo gắn liền với phát triển nguồn nhân lực, trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đã liên kết với các trường học, học viện, bệnh viện, công ty nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia kiến tập, thực tập tại đơn vị, đảm bảo việc làm sau khi ra trường. Ngoài cái đào tạo tại trường thì có liên kết với các trường đại học để đào tạo liên thông. Trước mắt là chúng tôi đào liên thông đào tạo với lại Đại học Y Dược Huế, đào tạo liên thông các ngành từ y sĩ lên bác sĩ, từ dược sĩ trung cấp lên dược sĩ đại học và từ điều dưỡng trung cấp lên cử nhân đại học điều dưỡng. Cái thứ hai là trong cái quá trình đào tạo tại trường thì chúng tôi có chú trọng đào tạo đặc biệt là đối với ngành điều dưỡng. Nhà trường sẽ được trang bị những cái phòng huấn luyện thực hành, nó gọi là phòng skill lab ấy, tương đối hiện đại để giúp cho cái quá trình học sinh thực hành có cái tay nghề tốt. Nhà trường cung cấp các trang thiết bị dạy học thực hành hiện đại theo tiêu chuẩn của các bệnh viện chuyên đào tạo ngành y. Với các thiết bị thực hành trực quan sinh động, giúp sinh viên có thể dễ dàng nắm bắt nội dung bài học với hệ thống giảng đường, phòng học lý thuyết, phòng thực hành, thư viện. Hệ thống cơ sở vật chất chuyên dụng chất lượng cao, hỗ trợ thí nghiệm thực hành, cũng như hệ thống thực tập tại mạng lưới các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức y tế và bệnh viện cho các sinh viên ngành y. Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn Đồng Nai đã cung ứng cho người học những điều kiện học tập tốt nhất. Em được tiếp xúc với môi trường học tập chuyên nghiệp và quan trọng hơn nữa là sau khi tốt nghiệp thì em được có cơ hội là được sang Nhật làm việc. Đó là một môi trường và một ước mơ cho em. Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng thực hành, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên các ngành học tại các đơn vị trong nước, trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đã ký hợp đồng cùng các tập đoàn y khoa Ritoku, tập đoàn Ellison Safety Life, tập đoàn Bitugiken là những tập đoàn hàng đầu về cung cấp điều dưỡng viên tại Nhật Bản và Hiệp hội Giao lưu Châu Á Nhật Bản để xây dựng và đưa vào hoạt động bệnh viện đa khoa Việt Nhật, cũng như mở các trung tâm đào tạo tiếng Nhật và cung ứng lao động sang làm việc tại Nhật Bản. Chúng tôi cũng đã ký kết xong với lại các cái tập đoàn của Nhật Bản. Khi mà trường bắt đầu đi vào hoạt động thì chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng bệnh viện thực hành và xây dựng trên một cái quy mô và một cái mô hình đầu tiên trên Việt Nam về bệnh viện trường học, và sẽ là một cái mô hình chất lượng cao để đóng góp cái phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam hòa nhập vào với cộng đồng thế giới.
Với mô hình trường học bệnh viện, trường cao đẳng Lê Quý Đôn đã và đang là trung tâm bồi dưỡng đào tạo chuyên sâu và đào tạo lại về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên các ngành học, bậc học trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận, là nơi hội tụ của các chuyên gia đầu ngành về y tế, điều dưỡng trong và ngoài nước. Nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng để cung ứng cho xã hội nguồn lao động tri thức chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Trong mình sứ mệnh của những người đưa đò, mang con chữ đến với các em học sinh, những người thầy, người cô vẫn đang ngày ngày tận tụy, dùng hết tâm huyết và sức lực của mình để hoàn thành sứ mệnh đó. Tại trường tiểu học vùng sâu của xã Đăng Hà, nơi mà con đường đến trường của các em luôn vấp phải những trở ngại, thì nay cũng đã dễ dàng hơn nhờ sự tận tâm và tấm lòng yêu thương của thầy Phan Công Hiếu, hiệu trưởng trường tiểu học Đăng Hà, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, người thầy giáo luôn gương mẫu học tập và làm theo lời Bác trong sự nghiệp chồng người. Gặp gỡ với thầy Phan Công Hiếu, hiệu trưởng trường tiểu học xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Điều đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được ở thầy là sự giản dị và tấm lòng nhiệt huyết với nghề. Thầy tâm sự, câu nói của Bác, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, luôn được thầy ghi nhớ như kim chỉ nam và là mục tiêu hoạt động trong công tác giáo dục của mình. Một cái cây để lớn lên và cứng cáp thì chỉ cần 10 năm, nhưng với một con người, đó phải là một quá trình lâu dài để hoàn thiện, mà giai đoạn khởi đầu là tối cần thiết. Do đó, điều quan trọng mà thầy nghĩ tới, đó là làm sao để các em được đến trường, được sống trong một môi trường giáo dục có sự yêu thương, nâng đỡ của các thầy cô. Được điều động về làm hiệu trưởng trường tiểu học xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước từ năm 2006, thầy Hiếu sớm thấu hiểu những khó khăn của học trò vùng sâu trên con đường đến lớp. Trường tiểu học Đăng Hà hiện có 4 điểm trường, nhưng vẫn có khu dân cư cách điểm trường tới 7 cây số, có cả đường sông suối và đèo dốc. Chính vì thế, chuyện các em phải dậy từ sáng sớm để đến trường và về đến nhà lúc chiều tối với cái bụng đói không chỉ là điều ngăn trở các em tới lớp, mà còn là nỗi ám ảnh khôn nguôi với người thầy tận tâm này. Do đó, thầy Hiếu luôn tự nhủ mình phải làm điều gì đó để giúp đỡ cho các em, để các em không phải chịu cảnh thất học. Nghĩ là làm, thầy bắt đầu nhen nhóm ý tưởng rồi bắt tay vào thực hiện. Và thế là nồi cơm thầy Hiếu ra đời. Bếp cơm dành cho học sinh nghèo của một trường tiểu học nơi vùng sâu, nhưng bữa nào cũng có canh rau với chút thịt, có món mặn và đồ xào. Mỗi ngày một bữa, các em được ăn cơm nóng, canh ngọt trong sự ân cần chăm sóc của các thầy cô. Với người phụ huynh này, việc có được những bữa cơm thay cho củ khoai, củ sắn giữa trưa của con thật sự là một điều hạnh phúc. Chị cũng yên tâm hơn với con đường học tập của con mình và càng tạo nhiều điều kiện để con đến lớp. Bếp ăn tình thương thế này là rất thuận tiện cho các em học sinh ở xa, trong bầu và những vùng hẻo lánh như chúng người dân chúng tôi đây. Có con đi học thì phải có khi là có những người còn đi đường thẳng, nhưng mà có người là phải lôi bè kéo con lên. Được cái bếp ăn tình thương như thế này là tôi cũng thấy là rất phấn khởi để cho con em chúng tôi ăn và học được thầy cô chăm nom thế này và các cấp ban ngành như thế này là tôi cũng thấy rất phấn khởi ạ. Để có được những bữa ăn tươm tất như thế này, bản thân thầy Hiếu đã tự đứng ra tổ chức bếp ăn, rồi vận động các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội. Những bữa ăn được chắt chiu từ đồng tiền thiện nguyện và công sức đóng góp của các thầy cô đã giúp các em no bụng, ấm lòng để gắn bó với trường, với lớp. Các em vui, thầy cũng vui lòng, bởi thầy luôn tâm niệm phải giúp đỡ các em ngay từ những việc nhỏ nhất. Và quan điểm vẫn nói với thầy cô giáo đó là hãy làm bắt đầu những cái việc nhỏ nhất mà nó thật sự là có ích nhất đối với học trò và đối với đơn vị, thì cứ làm chứ không cần nhất thiết phải những cái mà nó quá lớn nào. Người thầy trước tiên phải là người có tâm hồn, sau đó mới là kiến thức và cuối cùng là phương pháp sư phạm. Tâm hồn của người thầy lại được xây dựng trên lòng yêu thương vô hạn, lòng quý mến và sự tôn trọng con người. Người thầy giáo có tình yêu trong công việc là đủ để họ trở thành người giáo viên tốt. Với thầy Hiếu, tình thương dành cho học trò, những đứa trẻ nghèo
luôn đứng trước nguy cơ thất học bởi cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ là đủ. Thầy cố gắng và vận động những người xung quanh cùng cố gắng để tiếp sức các em đến trường. Trong mỗi cuộc họp ở trường, thầy luôn tuyên truyền, phổ biến đến các giáo viên để tạo sức lan tỏa và cùng kết hợp với nhà trường tham gia giúp đỡ các em học sinh. Mỗi thầy cô giáo gắn với một việc làm thiết thực. Khi thì tấm áo, khi thì quyển vở để các em thấy vui hơn, tự tin hơn, khi cũng được đến trường đầy đủ như bao bạn bè đồng trang lứa, đồng thời hỗ trợ, quan tâm đến các em trong việc học. Nhà trường còn cùng với ban quản lý thôn lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp dân, tuyên truyền qua loa phóng thanh để phụ huynh thấy được việc cần thiết phải đưa con em đến trường. Bằng nhiều việc làm bền bỉ và thiết thực đó mà 8 năm qua, trường tiểu học Đăng Hà, Bù Đăng, Bình Phước chưa có trường hợp học sinh nào phải bỏ học. Với người làm công việc chăm sóc những mầm non đất nước, không gì có thể so sánh được với thành quả và sự động viên to lớn này. Thầy hiệu trưởng ở đây thì nói chung thầy cũng nhiệt tình và quan tâm đến đời sống giáo viên và học sinh. Thì thầy cũng, nói chung là thầy cũng xin ở các nơi khác, các cái đoàn từ thiện về thì cũng quan tâm cho các cháu. Ngoài quần áo, sách vở và các cái ngày lễ như là Tết Trung Thu của các cháu đấy, thì thầy cũng quan tâm để thầy xin cho các em học sinh. Nhà trường cũng làm rất tốt về công tác phối kết hợp giữa chính quyền và bên trường học mà đóng trên địa bàn. Về trường tiểu học ấy thì trong thời gian qua là thường xuyên là họp và sinh hoạt với chi bộ năm và ban quản lý thôn, thì luôn luôn làm tốt cái công tác là tuyên truyền ở các cái buổi họp, ví dụ như là các cái buổi họp phụ huynh hoặc là ban quản lý thôn là cũng có các cái buổi họp tổ, họp khu dân cư ấy, là mình cũng có trao đổi với nhau và làm cái công tác là vận động trẻ. Cho nên trong thời gian qua là hiện tượng là tại trường tiểu học Đăng Hà là không có trẻ em lứa tuổi tiểu học là bỏ học. Không chỉ giàu tình thương yêu đối với học sinh mà trong công tác quản lý ở đơn vị, thầy Hiếu còn là tấm gương sáng cho cán bộ nhân viên của nhà trường. Trong tất cả các lĩnh vực, từ giờ giấc làm việc cho đến tác phong, lời nói, công việc chuyên môn, thầy đều tuân thủ theo đúng kỷ luật, gắn lời nói với việc làm. Tuy chỉ là một cá nhân trong tập thể, nhưng thầy luôn cố gắng làm tốt vai trò, tập hợp các cá nhân để tạo thành một tập thể vững mạnh và phát triển. Sự chân thành, thân thiện của thầy Hiếu là điều mà mỗi cán bộ, nhân viên đang sinh hoạt, công tác tại trường tiểu học Đăng Hà đều nhìn nhận và chia sẻ. Do đó, bất kỳ phong trào, hoạt động nào mà thầy khởi xướng đều có sự đồng sức, đồng lòng và hưởng ứng của toàn bộ tập thể. Nhờ sức mạnh tập thể đó mà nhiều năm qua, trường tiểu học Đăng Hà luôn đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận và là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào giáo dục của huyện nhà. Đa số cán bộ giáo viên, công nhân viên cũng nhận xét thầy Hiếu là một người thứ nhất là có năng lực về trình độ. Cái thứ hai là thầy Hiếu rất là nhiệt tình trong các cái phong trào của nhà trường. Rồi cái thứ ba nữa là về cái học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì thầy Hiếu là người luôn luôn gương mẫu và đi đầu tất cả trong những cái công việc cũng như là những cái hoạt động phong trào. Rồi lời nói của thầy thì luôn luôn đi đến việc làm. Không có cái gì là bằng cái vì 100 năm trong người. Vì trong người đấy thì nó bền bỉ mà nó lâu dài và đòi hỏi phải là cẩn mẫn, tỉ mỉ và như vậy chu toàn. Thì như vậy thì cái sản phẩm chính của người thầy cô giáo đó là con người, thì có nghĩa là ta đã góp vào một phần nhỏ của người thầy cũng như là của từng đơn vị trường học trong cái mục tiêu đó là xây dựng nhà nước ngày càng phát triển, xã hội càng văn minh và hiện đại. Mỗi người sinh ra trong đời đều gắn bó với một nghề nhất định. Có khi thuận buồm, xuôi gió, cũng có khi sóng xô dữ dội. Nghề giáo nhiều nhọc nhằn, lắm gian truân, nhưng cũng có không ít niềm vui và hạnh phúc. Với quan niệm và cái tâm tỏa sáng trong nghề giáo của mình, thầy Phan Công Hiếu sẽ còn tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp chồng người mà thầy đang theo đuổi và sẽ có thêm nhiều niềm vui khi dõi theo sự trưởng thành của những thế hệ học trò mà mình đã từng giải công, dạy dỗ, vun trồng. Thưa
quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã kết lại chương trình tạp chí giáo dục số này. Chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, góp ý và thông tin kịp thời của quý vị và các bạn để chương trình ngày càng phục vụ quý vị khán giả truyền hình được tốt hơn nữa. Mọi thông tin xin gửi về tạp chí giáo dục, phòng nhà trường, ban khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.